Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, thì tầm giữa tuần mình sẽ cho ra từ 1 tới 2 cái video để mà có thể mà truyền tải đến cho anh em những cái gì mà nó đang xảy ra trên thị trường hiện nay mà mình gặp khúc mắc, mình chưa có hiểu rõ, thì mình sẽ là người tổng hợp nó lại hoặc là đưa ra những cái mà để anh em chúng ta có cơ hội để mà chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta chia sẻ về cái thị trường này. Thì như anh em cũng biết đó, thì trong thời gian qua thì mình hiểu rằng là mấy anh em cũng rất là buồn, và ngay cả chính bản thân mình thì mình cũng cảm thấy rất là buồn. Tại vì là dường như khi thì Bitcoin của chúng ta thì nó vẫn đang dường như là khá là bị gián đoạn và rất là khó khăn ở cái ngưỡng là 20.000 đô, đúng không anh em? Thì như là cái tuần trước mình chia sẻ cho anh em đó, thì trong tuần này thì mình nhận ra một cái này nó còn khá là nguy hiểm mà mình đã quên mất rằng là những cái này là mình nên xoáy sâu và mình chia sẻ cho anh em để anh em hiểu hơn là hiện tại thì chúng ta gặp cái vấn đề này là chúng ta nên thận trọng như thế nào. Mà mình xin nhấn mạnh là chúng ta phải cực kỳ thận trọng nha anh em. Đó, thì cái chủ đề ngày hôm nay đó mà mình muốn mang đến cho anh em đó chính là về cái việc mà thợ đào. Thì cái vấn đề thợ đào mình đã nhắc khá là nhiều lần rồi, nhưng mà tại sao mình hôm nay mình dành riêng một cái video cho nó luôn. Đó là tại vì là những cái lần trước thì mình cũng chỉ đề cập để cho anh em biết được rằng là tình hình nó như thế này, nó đang diễn biến theo cái chiều thị trường mà thôi, chứ mình không có đi sâu quá vào nó lắm. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video riêng để mà đi sâu vào nó. Tại vì bây giờ là cái mảng mà đào Bitcoin, mảng mà khai thác Bitcoin này đó, thì dường như bây giờ thì nó đã trở thành một cái mối hiểm họa mà mình cho rằng nếu mà nó đổ vỡ thì nó sẽ tác động một cách cực kỳ nghiêm trọng đối với thị trường của chúng ta. Đó, nó không có khác gì sự kiện của Luna Terra, hay là nó sẽ không có khác gì là cái việc mà những cái nền tảng lending mà bây giờ nó đổ sập một cách dây chuyền như vậy đó anh em. Và thậm chí là trên cái quan điểm cá nhân của mình thì mình còn cho rằng là nếu mà cái trái bom thợ đào, cái trái bom khai thác này đó mà nó được kích hoạt khi mà nó đổ đó, thì nó sẽ còn kinh khủng hơn rất là nhiều ha. Rồi, thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay mà thôi ha anh em. Thì như anh em cũng biết đó, thì tuần trước mình mới chia sẻ cho anh em là tại sao mình lại cực kỳ quan tâm cái vấn đề này. Tại vì á, thợ đào từ trước tới giờ luôn, trong cái quá trình lịch sử phát triển của Bitcoin, cũng giống như là trong suốt cái quá trình mà phát triển tiền mã hóa của chúng ta hơn một thập kỷ qua đó anh em, thì thợ đào họ luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc gọi là xác thực giao dịch và đóng góp những cái nỗ lực của họ để mà họ bảo vệ cái mạng lưới cho Bitcoin, khiến Bitcoin trở nên an toàn hơn, đó, tránh bị xâm phạm hơn. Và khi mà họ thực hiện những cái công tác như vậy qua những cái thiết bị đào khai thác đó, thì họ sẽ nhận được một cái phần thưởng là cũng bằng Bitcoin luôn đó. Nhưng mà anh em hãy hình dung được rằng là họ khác với, họ cũng giống như những nhà giao dịch của chúng ta mà thôi, thông thường, đúng không? Nhưng mà về những cái mặt mà chúng ta suy xét trên một cái khía cạnh mà nó sâu hơn một tí, nó bản chất hơn một tí đó, thì thợ đào họ luôn được xem là cái phòng tuyến cuối cùng anh em. Đó, và tại sao cái phòng tuyến cuối cùng thì anh em thì chúng ta cũng sẽ mô tả một cách nó dễ hiểu thôi. Tại vì họ đã nỗ lực, họ bỏ tiền ra, họ mua những cái thiết bị khai thác để mà họ đóng góp vào cái mạng lưới của chúng ta, đúng không? Thì đó, thì cái việc mà trả thưởng này cho họ thì bây giờ họ đặt niềm tin vào nó, họ thậm chí họ còn chi hàng tỷ đô, hàng trăm triệu đô để mà cho một cái trang trại lớn như vậy. Thì cái niềm tin của họ lớn hơn chúng ta rất là nhiều anh em. Đó, chúng ta chỉ là những nhà giao dịch thôi, nhưng mà đối với thợ đào thì nó như là một hoạt động kinh doanh rồi. Mà bất kỳ một cái hoạt động kinh doanh nào á, thì nó cũng cần phải có cái mức độ niềm tin, độ nỗ lực, độ kiên trì. Đó, nên vì thế đó cái phòng tuyến nó là như vậy. Còn cái phòng tuyến nữa là họ cũng là những cái người mà đóng góp để giúp cho mạng Bitcoin trở nên bảo mật hơn và an toàn hơn. Nếu mà thiếu đi những thợ đào như vậy thì Bitcoin đâu có được như hôm nay đâu. Đó, nên anh em có thể hiểu được là cái từ phòng tuyến của mình là như vậy. Tại vì bất kỳ trong một cái giai đoạn lịch sử nào mà thợ đào họ xả ra đó, thì cái điều đó là chắc chắn là một vấn đề rất là tệ ha. Rồi, thì cái đầu tiên mà mình muốn cho anh em biết đó chính là Marathon Digital. Thì dành cho anh em nào mà chưa có hiểu rõ cái ông Marathon này đó, thì ổng á được xem là một cái ông lớn ở trong cái ngành khai thác của chúng ta luôn đó. Và cái công ty Marathon này á, nó được niêm yết trên sàn chứng khoán luôn anh em. Đó, và tại sao á, cái tin này là cái tin xấu đầu tiên mà mình muốn truyền tải đến cho anh em. Thì á, anh em nào mà theo dõi tuần trước á, thì mình cũng đã nhắc rất nhiều là cái tình trạng thợ đào bây giờ họ đang rất là sợ hãi rồi. Đó, thì có những ông lớn họ đã bán, ví dụ như là Scientific nè, rồi Riot Blockchain nè, rồi Bitfarm nè, đều là những cái ông lớn mà họ chi rất là nhiều tiền để mà họ lập ra những cái trang trại đào đó anh em. Nhưng mà chỉ có riêng ông Marathon này đó là một đại gia thứ thật luôn. Tại vì là sao? Tại vì là ổng nói rằng là dù cho tình thế nó có xoay chuyển như thế nào đi chăng nữa, thì Marathon chúng tôi vẫn sẽ giữ một cái chiến lược là chúng tôi sẽ nắm giữ Bitcoin, chúng tôi tích lũy càng nhiều càng tốt và chúng tôi sẽ không bán. Đó, nhưng mà cái sự cố hôm nay nó lại ập đến một cái á, là cái này mình không biết là nó là sự cố do ông trời sắp đặt hay là
ra sao chăng nữa, nhưng mà giống như kiểu á, thì để mô tả cho anh em dễ hiểu là một cái trang trại đầu lớn của marathon ở cái thị trấn Hardin đó, thì tự nhiên bùm một cái, một cái ngày một cái cơn bão nó kéo qua đó, nó kéo qua, nó làm sập điện và thậm chí đó là nó còn đe dọa tới cái việc là máy móc đào, thiết bị đào của marathon bị hư hại nữa đó. Thì chính vì cái cơn bão này đó thì tự nhiên nó lại ập đến và nó khiến cho cái tình trạng hoạt động, cái tình trạng khai thác của marathon tại Hardin đó bị trì hoãn luôn. Và rất là may mắn khi mà CEO của marathon đó thì ông nói rằng là cái cơn bão này đó thì nó lại không có gây tổn hại về mặt vật chất, tức là máy móc của marathon thì dường như là nó không có bị hư hại quá là nhiều, nhưng mà cái điều ảnh hưởng ở đây đó là nó đã làm ảnh hưởng tới cái quá trình hoạt động, quá trình đào Bitcoin của marathon. Tại vì như mình có đề cập ở đây nè, anh em có thể thấy được rằng á là cái vùng này đó thì nó chứa hơn 30.000 máy đào của marathon đó ha, và nó đại diện hơn cho 75 trong tổng số dàn máy đang hoạt động của cả một cái công ty marathon luôn đó. Thì bây giờ tự nhiên cơn bão đi qua một cái thì phải tắt điện đúng không, rồi những cái dàn máy đó thì sẽ lọc ra, thì dĩ nhiên là ông báo cáo với chúng ta rằng là sẽ không có máy nào bị hư hỏng cả, nhưng mà mình tin chắc rằng là trong 30.000 máy đó thì dĩ nhiên cũng phải có 10 máy, 20 máy đã bị hỏng rồi, thì đó cũng là một cái tổn thất dù nhỏ thôi nhưng mà nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà cái ảnh hưởng của chúng ta đó chính là cái hash rate và cái quá trình đào, cái hoạt động của marathon bây giờ nó bị delay lại anh em, nó bị trì hoãn lại đó. Thì cái điều này thì nó dẫn ra một câu chuyện là gì, thì mặc dù á khi mà cái sự kiện này nó xảy ra đó thì CEO của bên marathon là ông Fred Thiel đó thì ông có nói rằng là chúng tôi sẽ bắt đầu khắc phục sự cố và sẽ dịch chuyển những cái máy này sang một cái nơi khác chẳng hạn đó. Nhưng mà ông không có đề cập đến việc là ông sẽ làm cách đó như thế nào và ông liệu ông có bán Bitcoin hay không, thì cái đó là ông không có đề cập. Nhưng mà đối với những cái người mà tiếp nhận thông tin như mình và anh em đó thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra một câu chuyện rằng là nếu mà bây giờ hoạt động bị trì trệ như vậy, không sản xuất ra được mỗi Bitcoin hàng ngày đi, thì marathon sẽ lấy tiền đâu ra để mà có thể trang trải cho những cái giai đoạn tiếp theo, nhất là trong giai đoạn quý 3, quý 4 nè, hoặc là gần nhất là trong một tháng tới chẳng hạn. Trong khi đó đó thì anh em biết được rằng là cổ phiếu của những cái công ty khai thác thì mình cũng đã đề cập cũng khá là nhiều rồi, thì bây giờ nó vẫn chưa đến một cái giai đoạn phục hồi anh em, bây giờ nó vẫn đâm theo giá Bitcoin thôi đó. Thì tiền ở đâu để mà ra, thì nếu mà họ có một cái quỹ dự trữ ở đó đủ lớn để mà họ trang trải thì khả năng cao thì marathon họ sẽ không có bán. Nhưng mà cái chuyện đó thì mình nghĩ rằng cũng khá là khó, tại vì bây giờ là tình hình thị trường đang bị đâm chung nữa, thì ở đây thì mình nghĩ rằng mà là marathon sẽ khá là nhức đầu để mà có thể giải quyết được cái bài toán này đó. Thì tại sao mình gọi đây là cái niềm hy vọng cuối cùng, thì như mình vừa chia sẻ đó anh em, khi mà tất cả đều đâm Bitcoin ra thì marathon nói tôi không có đâm, và ông này cũng là một cái ông lớn khai thác cực kỳ mạnh ở trong thị trường chúng ta nha. Thì đây cũng là một tin khá là buồn đối với cái ngành khai thác của chúng ta. Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta hãy đề cập đến những cái chỉ số on-chain và cũng như là những cái biểu đồ mà mình đã thu thập được để mà đưa đến cho anh em. Thì đầu tiên thì chúng ta, một cái nhân vật mà mình nghĩ rằng là ai cũng đang hướng về ông, khi mà chúng, nhất là những anh em nào mà quan tâm những cái tình hình on-chain đó, đó chính là Kyung Yu. Thì ông là giám đốc của CryptoQuant, một cái nền tảng mà phân tích về blockchain cũng khá là nổi tiếng. Thì ông nói rằng đó là dường như là cái chỉ số của ngành đào hiện tại đó, thì cái giá trị của Bitcoin hiện tại thì nó đang được đánh giá quá là thấp so với cái hash rate mà nó đang đạt được. Tức là sao? Tức là cái giá của Bitcoin ở trên thị trường giao ngay, mình ví dụ như là 20.000 đô đi, thì nó đang so với chỉ số tương quan với chỉ số mà hash rate đó, tức là cái tốc độ, cái sự mạnh mẽ trong cái việc khai thác Bitcoin, cái hiệu suất mạnh mẽ đó, thì nó đang, giá Bitcoin đang đứng dưới khá là thấp, mặc dù những cái chỉ số đào nó đang được tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, nhưng mà giá Bitcoin vẫn là lẹt đẹt ha. Rồi cái thứ hai nữa, nhưng mà cái mà hash rate của Bitcoin á, thì nó lại được đánh giá quá là cao so với cái tổng vốn hóa hiện tại bây giờ đó. Tại vì hai cái chỉ số này nó mâu thuẫn như vậy, nên ông nói rằng là cái thời điểm này đó, thì ông cũng giống như cái lập luận của mình mà thôi, ông nói rằng đó thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà sinh tử của thợ đào luôn anh em. Ở đây mình dùng từ sinh tử ha, thì cái câu cuối này đó nó có ý nghĩa như vậy, tại vì đây chính là cái thời điểm thợ đào họ quyết định rằng là chúng tôi sẽ xả Bitcoin, chúng tôi sẽ tắt tất cả những dàn máy đào của mình để có thể cắt lỗ, để có thể mà hoàn lại vốn chẳng hạn, hoặc là thậm chí chịu lỗ ít để mà có thể mà trang trải chi phí điện năng, trang trải chi phí thiết bị, và sau đó tôi rời khỏi thị trường. Còn hai là họ quyết định chiến đấu tới cùng thị trường để chờ một cái nhịp phục hồi nào đó để mà có thể đi một cái chặng đường dài hạn hơn đối với thị trường. Thì theo ông Kyung Yu là như vậy ha anh em. Tiếp theo nữa thì cái lý do ông đưa ra tại sao là như vậy, thì ngoài cái vấn đề hash rate thì chúng ta cũng đã có những cái biểu đồ mà nó cho chúng ta thấy được rằng là
dường như các thợ đào họ đang bị bóp chặt ở cái ngưỡng giá mà tầm khi mà Bitcoin nó đâm thủng 20.000 đô. Và cái việc bóp chặt này là gì? Tức là bóp chặt về mặt chi phí, tức là họ đang bị kẹp giữa đó, họ đang bị kẹp giữa giữa một cái bài toán gọi là chi phí họ bỏ ra nè, rồi niềm tin về phục hồi nè, rồi họ có nên cắt lỗ hay không nè, và nếu cắt lỗ thì cái dàn máy đào đó họ sẽ thanh lý ra sao. Đó, đó là những cái bài toán chi phí khi mà chúng ta nói về thợ đào. Đó, và nếu sau khi họ làm xong tất cả những cái đó rồi mà thị trường đột nhiên phục hồi trở lại thì có phải là tiếc không? Đó, nên vì thế khi mà chúng ta đứng ở trên cái vị thế của họ thì chúng ta cũng phải khá là đau đầu, đúng không anh em? Đó, thì ở đây thì họ đang bị bóp chặt giữa cái bài toán đó. Thì về cái việc bóp chặt như vậy thì thợ đào họ đang khá là sợ, và họ đã xả Bitcoin ra như anh em thấy nè. Đó, họ đã xả Bitcoin ra rất là nhiều khi mà chúng ta so với tầm khoảng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5, đúng không? Cái lượng này nó rất là nhiều ha. Và cái việc mà họ xả Bitcoin ra như vậy đó, thì chúng ta lại có một cái điểm gì nữa. Đây, để mình cho anh em xem. Chúng ta lại có một cái điểm gì nữa. Thì cái việc mà họ xả Bitcoin ra như vậy đó, thì chúng ta đã có là cái Bitcoin sold by public miner, tức là những cái tỷ lệ bán của những cái công ty mà khai thác Bitcoin được niêm yết công khai trên sàn chứng khoán anh em, như là những cái ông mà hồi nãy mình vừa đề cập, như là chúng ta có thể nói như là những cái ông mà như là Rob Blockchain nè, Marathon nè, đó thì những cái ông đó được tính ở trong đây hết. Thì anh em thấy là cái cột tháng 5 đó họ đã tăng cái tỷ lệ bán của họ là lên 100% nha anh em, một cái con số rất là kinh khủng. Và cái tháng 5 này đó thì nó cũng cho chúng ta thấy được rằng là cái doanh thu khai thác của họ đó nó cũng đang bị rất rất là mạnh so với những cái tháng trước. Thì ở đây mình có một cái bài để mà chia sẻ cho anh em về cái mặt doanh thu này. Đó, thì do cái vấn đề họ bán, nhưng mà tại sao họ chấp nhận tăng cái tỷ lệ bán như vậy trong khi cái doanh thu của họ lại bị giảm. Thì cái doanh thu khai thác tháng 5 của họ đó thì nó giảm tới khoảng là dường như là tồi tệ nhất trong năm 2022, khi mà cái lợi nhuận khai thác của họ đó, cái mặt về cái mặt doanh thu thì họ chỉ đem về được khoảng là tầm là 906 triệu USD thôi. Và cái phần doanh thu đó mà đến từ phần thưởng khai thác thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 890 triệu. Và cái lợi nhuận từ cái phí giao dịch đó thì nó là 16,18 triệu, một cái con số nó khá là lèo tèo khi mà chúng ta tổng lại hết tất cả cái doanh thu từ tất cả các nguồn thợ đào, công ty cũng có và tư nhân cũng có. Đó anh em, đó là một cái câu chuyện đó. Mà khi họ tăng cái tỷ lệ bán như vậy mà họ vẫn chấp nhận lỗ thì đó là một cái điều chúng ta nên sợ đi ha. Rồi, và tiếp theo nữa thì theo một cái báo cáo của Bloomberg và tầm khoảng là ngày 26 tháng 6, tức là tầm có khoảng là 3-4 ngày trước đó, thì anh em có biết được đó là tất cả những thợ đào bây giờ so với cái tình hình mà mình vừa chia sẻ cho anh em đó, thì tất cả những thợ đào bây giờ họ đang bị đuối nước. Ở đây nếu mà dịch ra tiếng Việt thì Bloomberg đang dùng đuối nước, nhưng mà chúng ta dịch một cách thoáng nghĩa hơn là họ đang bị mắc kẹt anh em. Họ đang bị mắc kẹt. Mà cái việc mắc kẹt ở đây đó là không phải là mắc kẹt giữa cái bài toán mình vừa chia sẻ đâu. Tức là họ vẫn bị siết chặt, họ vẫn bị mắc kẹt trong cái bài toán đó, nhưng mà họ phải vướng một cái bài toán khác mà nó lại liên quan đến cái dây chuyền mà mình đã đưa tin cho anh em rất là nhiều trong những tuần trước. Đó chính là bài toán vỡ nợ anh em. Tức là bây giờ mới lòi ra một cái câu chuyện rằng là nhiều thợ đào họ không phải là họ có chi phí họ quăng vào đó mà họ đầu tư, mà họ cũng đi vay. Họ cũng đi vay từ những cái công ty khác. Và họ thế chấp bằng cái gì? Họ thế chấp bằng những cái trang trại, những cái dàn máy đào của họ anh em. Và nếu khi mà bây giờ Bitcoin nó đâm quá rồi, họ không trang trả nổi chi phí của mình rồi, mà cái gánh nặng nợ thế chấp nó còn đè nặng lên vai nữa, thì anh em hiểu rằng thì nó cũng sẽ xảy ra tương tự như cái câu chuyện mà những cái nền tảng lending bị vỡ nợ, công cụ nợ chồng chéo giữa Celsius, giữa Sierra Capital trong tuần trước và tuần trước nữa, thì nó sẽ xảy, bây giờ nó sẽ áp vào cái mô hình của thợ đào. Và theo Bloomberg đưa tin ở đây thì anh em thấy được rằng là khoảng 4 tỷ nha anh em, 4 tỷ khoản vay, 4 tỷ đô đó. Đó là tổng cái khoản vay của họ là 4 tỷ đô, và họ thế chấp bằng những cái máy móc, những cái thiết bị của họ. Ha. Và nếu bây giờ, nếu mà giả sử một cái câu chuyện mà Bitcoin nó cứ như vậy và nó cứ đâm xuống tiếp một cái mức giá sâu hơn, mà tới một cái ngưỡng nào đó mà nó bị thanh lý, thì các thợ đào thì dĩ nhiên rồi họ sẽ bị thanh lý, họ thế chấp miền máy của họ, đúng không? Và cái số lượng Bitcoin đó thì dĩ nhiên là nó sẽ tan vào hư vô luôn, cùng với một cái giá trị là khoảng 4 tỷ đô như thế này ra thị trường. Thì anh em nghĩ rằng là chúng ta sẽ đối mặt với gì, đúng không? Đó là một cái câu chuyện mà cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà mình có thể nghĩ ra được đó anh em. Rồi, chúng ta sẽ tiến đến một cái thông tin cuối cùng mà mình cho rằng là nó cũng khá là quan trọng, đó chính là
cái việc mà những cái công ty khai thác họ mà bây giờ họ đang lần lượt họ sợ hãi như vậy, và ngay cả cái phòng tuyến cuối cùng là Marathon thì cũng đang đứng trước một cái nguy cơ mà bắt buộc phải bán chứ không thể nào mà không bán được cả. Thì tổng hết lại thì chúng ta có là những cái công ty đó, những công ty khai thác của Bắc Mỹ ha. Và những cái công ty khai thác đó thì bây giờ họ chiếm khoảng là 20% hash rate, một cái chỉ số mà mình cho rằng nó rất là lớn đối với tổng cái tỷ lệ hash rate trên toàn cầu luôn, là đều nằm trong tay mấy ổng hết. Đó thì anh em biết khi mà hash rate nằm trong tay mấy ổng nhiều như vậy thì cái lượng sản xuất Bitcoin hàng ngày của mấy ổng sẽ rất là nhiều, và cái lượng mà mấy ổng nắm từ cái lúc mà mấy ổng bắt đầu sản xuất ra đến bây giờ nó rất là nhiều. Đó, và với một cái số lượng nhiều như vậy mà xả ra thị trường thì anh em cũng đủ hiểu một cái câu chuyện là Bitcoin nó sẽ đi về đâu, chắc chắn là tiêu cực rồi, chứ chúng ta không thể nào chúng ta nhìn về tích cực được cả, đúng không? Rồi ha. Và tiếp theo nữa thì ở đây mình có một vài cái chỉ số để mà chúng ta thấy rõ được rằng là tại sao cái câu chuyện mình luôn nói là bây giờ thợ đào họ đã chuyển dịch cái vị thế của họ từ mua sang bán. Thì anh em có thể thấy được rằng là bằng cái dữ liệu cập nhật mới nhất của Glassnode thì đây là cái miner net position chain nè, tức là nó cho chúng ta biết được rằng là cái vị thế của thợ đào họ đang nghiêng về phe nào anh em, tức là họ đang tích lũy hay là họ đang xả ra. Thì ở đây chúng ta đang có một cái màn xả ra sau khi mà mình cũng đã từng chia sẻ là tầm khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 4 là họ đã giữ lại cái tia hy vọng cuối cùng là họ tích lũy. Nhưng mà cái niềm hy vọng đó nó đã bị dập tắt sau khi chúng ta có những cái lần đâm của Bitcoin vào tháng 5 và tháng 6, thì bây giờ nó đã chuyển dịch sang vị thế xả rồi. Anh em có thấy một cái vị thế xả rất là lớn ở đây, tức là những cái phần mà họ đã tích lũy từ trước tới giờ đó thì bây giờ họ thậm chí là họ chịu cắt lỗ và họ chịu xả ra để mà họ có thể mà thoát khỏi thị trường với một cái gì đó còn giữ lại tài sản cho riêng mình, chứ không phải giống như là Three Arrow Capital mà anh em thấy rằng là chờ tới bến luôn đó, gồng đến khi nào lộ, đến khi nào thanh lý thì thôi. Nhưng mà thợ đào với những nhà đầu tư lớn họ cầm rất là nhiều tiền nên mình không thể nào mình chơi cái trò đó được. Đó rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta đến với một cái câu chuyện là cái doanh thu của họ so sánh với cái miner difficulty, tức là cái doanh thu của họ mà so sánh với cái độ khó khai thác của Bitcoin đó. Thì anh em thấy á, khi mà doanh thu nó đâm một cái cột như vậy thì cái độ khó khai thác nó cũng rớt. Và tại sao nó có cái vấn đề này thì nó lại liên quan đến cái câu chuyện hồi nãy mình vừa nói về cái sự tương quan giữa cái độ khó khai thác, giữa cái hash rate, bảo mật mạng lưới và cái việc mà thợ đào họ liên tục họ tranh nhau để họ xác thực giao dịch để mà họ kiếm Bitcoin đó anh em. Thì khi mà họ rời khỏi thị trường rồi, họ tắt những cái máy rồi thì dĩ nhiên cái hash rate đó nó sẽ đâm xuống, sẽ không còn ai mà có thể tranh nhau để mà có thể kiếm được Bitcoin, cũng không có ai giành Bitcoin của bạn cả. Tức là nó không có một cái sự cạnh tranh, và không có sự cạnh tranh nhiều như vậy nó sẽ dẫn tới là cái độ khó nó cũng giảm dần. Tức là bây giờ nói một cách dễ hiểu cho anh em đó là anh em ra chợ đúng không, ai cũng tranh mua cá thì dĩ nhiên là cá sẽ tăng, nhưng mà không ai tranh mua cả, không ai sản xuất, không ai đánh bắt cả thì dĩ nhiên là cá thì nó có đầy đường, nó thì dĩ nhiên là cá nó sẽ đầy đường như vậy và nó sẽ rẻ mạt như vậy. Đó thì đó là một cái ví dụ để cho anh em dễ hiểu nhất. Và cuối cùng là một cái chi tiết cũng khá là quan trọng cho anh em là cái balance in miner wallet ha. Thì đây là một cái nó nói lên được cho chúng ta rằng là cái ví của các thợ đào họ đang giữ như thế nào. Thì ở đây á, Glassnode có phân chia một cách rõ ràng cho chúng ta là giữa hai cái giai đoạn, đó chính là một là cái accumulation, tức là một cái giai đoạn tích lũy, và tiếp theo nữa là một cái giai đoạn distribution, đó là một cái giai đoạn phân phối. Thì cái giai đoạn tích lũy ở đây thì chúng ta có thể tạm hiểu đó chính là một cái giai đoạn mua, và một cái giai đoạn là nó không chỉ là mua đâu, đối với thợ đào là nó sản xuất ra nhưng mà họ cầm đó, họ giữ về ví của họ, họ không có bán. Đó thì đó gọi là tích lũy. Còn phân phối tức là bây giờ họ sản xuất ra xong họ cầm, họ đẩy lên sàn họ bán, hoặc là họ lấy cái số Bitcoin giữ của họ trong quá khứ đó anh em, họ đem lên sàn để mà họ bán. Thì á, đây nè, đây thì nó lại trùng hợp với cái giai đoạn mà tích lũy. Đây thì nó rơi vào tầm khoảng đúng cái thời gian mà mình vừa nói, tháng 1, tháng 2, tháng 3 rồi đó, thì nó rơi vào đồng đây. Nhưng mà anh em thấy đó, đây trong cái giai đoạn mà bắt đầu nó xuất hiện một cái tín hiệu nguy hiểm như vậy rồi thì bắt đầu nó phân phối một cách rất là mạnh ở đây. Khi cứ mỗi ngày, cái này là tính theo mỗi ngày anh em. Đó, mỗi ngày thì nó có khoảng là theo Glassnode nó có khoảng là 10k BTC được phân phối ra thị trường. Đó thì dĩ nhiên là cái điều này nó sẽ tạo ra một cái áp lực bán vô hình, tạo ra một cái áp lực bán cũng khá là lớn trên thị trường đối với chúng ta. Và khi mà Bitcoin phải hứng chịu một cái áp lực bán như vậy thì giá của chúng ta nó sẽ phản ứng giảm giá thôi. Vậy thì bây giờ phần cuối thì chúng ta hãy xem xét lại một số cái chuyển biến giá của Bitcoin. Như mình vừa nói là tại sao chúng ta nói là cái chuyển biến giá của Bitcoin đó khi mà thợ đào họ xả ra thì đó lại là một cái tín hiệu nó khá là nguy hiểm. Thì ở đây đó thì mình sẽ cho anh em thấy được rằng là trong quá khứ chúng ta đã có những cái chỉ báo nào, những cái tín hiệu nào mà chúng ta đã từng
phải chứng kiến rằng là Bitcoin nó phản ứng mạnh đến như vậy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng TradingView cho anh em ha. Thì anh em nào cũng khá là quen rồi, thì ở đây là một cái biểu đồ của Bitcoin. Thì trong hai cái đợt gần nhất của chúng ta đó, thì chúng ta đã thấy được là chúng ta đã có một cái đợt giảm giá vào năm 2020. Đó, khi mà cái đợt mà Covid đó anh em, đó mình cũng đã giải thích cũng khá là kỹ chỗ này rồi. Đó, thì khi mà Covid thì dĩ nhiên là bất kỳ ai trong chúng ta thì chúng ta cũng phải cần những cái chi phí để mà đối mặt với dịch bệnh, đúng không? Thì đây, cái khoảng tháng 3 năm 2020 nè, một cái thời gian kinh hoàng. Khi mà anh em thấy rằng là bắt thợ đạo họ bắt đầu họ đối mặt với cái dịch bệnh đó và họ đã xả Bitcoin ra như thế nào, thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 9.000 đô. Khi mà cái đáy của nó thiết lập trong cái chu kỳ này là nó tầm khoảng là gần 3.000 ha, 3.000 đó, tức là chia 3. Rồi, và gần đây nhất nữa thì chúng ta có vào tháng 5 năm 2021. Thì đó là sự kiện gì thì mình nghĩ rằng anh em cũng sẽ không có quên cái ngày đó đâu. Đó là ngày 19 tháng 5 năm 2021, khi mà Phó Thủ tướng của Trung Quốc đó, ổng nói rằng là bây giờ cấm đào Bitcoin trên diện rộng luôn. Và cái điều đó nó đã khiến cho các thợ đào họ tắt máy đào của họ, họ không hoạt động nữa. Và thậm chí họ cầm máy đào họ di cư sang những cái nước khác. Và cái điều đó nó đã làm ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà ai cũng thấy rồi, nó mới vừa năm ngoái đây thôi là từ khoảng là 64.000 xuống còn khoảng là đâu đó thì tầm khoảng là 30.000 và 29.000. Đây cái giai đoạn này nè anh em. Đây tháng 5 ha. Đó thì cái đỉnh chúng ta trước cái đỉnh mà 69 thì nó rơi vào tầm khoảng là 64, và sau cái Trung Quốc một cái là nó xuống tầm khoảng 30 và nó kéo dài tới tháng 11 luôn trước khi chúng ta có một cái đỉnh mới. Thì đó là những cái tác động mà để cho anh em thấy được rằng là giá của Bitcoin nó sẽ phản ứng cực kỳ mạnh nếu như một cái hiệu ứng dây chuyền, một cái quả bom được kích hoạt bởi thợ đào nó lớn như thế nào. Và tình hình hiện tại nếu mà riêng cá nhân mình thì mình cho rằng nó rất là xấu đối với thợ đào, và anh em hãy nên thận trọng về cái vấn đề đó. Rồi, mình nghĩ rằng cái video này cũng khá là dài rồi, nên mình sẽ xin dừng video tại đây. Rồi, rất cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye bye.